Hải biết theo đuổi Hiếu nhưng chưa từng được Hiếu thổ lộ hay nhận là bạn gái. Ninh, Thu Hà thấy Hiếu, Duy Khánh lên Hà Nội là vội vã phải xin bà cho lên đó học nghề ngay. Thảo, Ngọc Huyền hỏi Ninh lên đây là để học hay để làm bảo mẫu của Hiếu, Ninh thú nhận một công đôi việc. Không chỉ trước mặt Hiếu mà trước tất cả mọi người, Ninh không bao giờ ngại ngần thể hiện sự quan tâm, theo đuổi của mình dành cho Hiếu. Cô thậm chí còn tự tuyên bố với chị Thảo rằng mình với Hiếu sắp cưới, rồi nhận Thảo là chị chồng. Tuy nhiên, Hiếu chưa từng thổ lộ tình cảm với Ninh. Trong trích đoạn tập cuối trên đây, Ninh hàng ngày kỳ công nấu ăn mang đến tận chỗ nghỉ trưa của Hiếu. Vậy mà, cả 2 đến 3 buổi trưa khi Hiếu đang ăn, Ninh đều bắt gặp một cô gái đến gọi xe. Hiếu lại bỏ giờ bữa ăn, vội vã phục vụ khách. Lần này, Ninh không chịu ngồi im, cô đến hỏi thẳng cô gái kia, sao giờ nào chị không đi cứ chọn đúng giờ này đi. Trời đánh tránh miếng ăn. Ninh không muốn nữ khách hàng này làm ảnh hưởng giờ ăn uống, nghỉ trưa của Hiếu. Người yêu của anh à? Cô gái hỏi Hiếu. Liệu trước mặt cả Ninh và nữ khách hàng, Hiếu có nhận Ninh là người yêu? Ở diễn biến khác, Yến, cô bạn cùng lớp Thanh Nhạc luôn ghen tị, kèn cựa Thảo, nay bị bạn trai bạo hành. Anh ta túm tóc, lôi Yến ra tận hành lang. Thảo vừa bước ra khỏi nhà, thấy vậy liền chạy tới can ngăn. Chưa kịp làm gì, Thảo đã bị anh ta đẩy ngã và chỉ thẳng mặt, việc nhà mày à. Phúc đột ngột đi vắng không báo trước khiến Thảo tương tư. Liệu có phải anh làm phép thử tình cảm của Thảo? Mấy hôm không gặp Phúc, Bê Trần, Thảo, Ngọc Huyền bắt đầu tương tư. Cô hát mà như người mất hồn. Trước khi đi ngủ, Thảo cũng nhớ Phúc, nhớ những khoảnh khắc của hai đứa trong thời gian qua. Sau mấy ngày lặn mất tăm, đột nhiên Phúc gọi điện cho Thảo giải thích mẹ anh gọi về có việc gấp, anh không kịp báo cho Thảo. Công việc của anh ổn không? Bao giờ anh lên ạ? Thảo vừa hỏi, Phúc đã tranh thủ thả thính lại, em nhớ anh à? Thảo giải thích cô hỏi Phúc bao giờ lên là chỉ muốn anh nghe lại ca khúc, bởi vì cô chắc chắn lần này tốt hơn nhiều. Phúc cho biết khoảng một tuần nữa anh mới lên được. Như mọi khi, anh chàng thiếu gia luôn dành những lời thể hiện tình cảm đầy ngọt ngào cho Thảo. Qua điện thoại mà Phúc đoán được Thảo chuẩn bị đi đâu đó là nhờ thần giao cách cảm. Khi quan tâm một ai đó thật lòng, chắc chắn sẽ cảm nhận được, Phúc lại khiến Thảo mừng thầm,